Quý vị và các bạn, trong bốn mùa, có lẽ mùa xuân là mùa đẹp nhất, bởi đó là thời điểm đất trời và lòng người giao hòa. Năm cũ đi qua, năm mới đến, hứa hẹn bao nhiêu điều thay đổi. Trong cái tiết trời ôn hòa, dễ chịu của mùa xuân, vạn vật như bừng tỉnh với sức sống căng tràn, muôn loài hoa cùng nhau khoe sắc thắm. Vẻ đẹp yêu kiều của mùa xuân khiến tâm hồn con người mở rộng ra những khuôn trời lãng mạn với những ước mơ và hoài bão. Chính vì vậy, mùa xuân bao đời nay vốn là đề tài lớn của văn nghệ sĩ. Bằng trái tim dạt dào cảm xúc, các thi nhân đã bắt được mạch hồn xuân và đưa vào tác phẩm của mình để cho ra những áng thơ ca tuyệt đẹp về mùa xuân. Trong chương trình đến với bài thơ hay ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Nụ hoa vàng ngày xuân của tác giả Kim Tuấn để cùng cảm nhận về một mùa xuân tươi đẹp, yêu kiều, hòa trong tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương đất nước. Cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ, đường lao sao lá đầy, chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn vì trọn đời.
mái nhà ai mới lợp, trẻ đùa vui nơi nơi. Hết buồn mưa phố nhỏ, hẹn cho nhau cuộc đời. Khi hoa vàng sắp nở, trời sắp sang mùa xuân, anh cho em tất cả tình yêu non nước này. Bài thơ còn sao xuyên, nắng vàng Nhà thơ Kim Tuấn, sinh năm 1938, mất năm 2003, tên thật là Nguyễn Phước Vĩnh Khuê, sinh tại Hà Tĩnh, nhưng trưởng thành tại Phan Thiết và Sài Gòn. Khi ở thành phố Hồ Chí Minh, ông dạy học rồi làm hiệu trưởng trường dạy tiếng Anh và dạy nghề Thăng Long. Dù sáng tác không nhiều, nhưng những tác phẩm của Kim Tuấn luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả. Nổi bật trong số đó là bài thơ Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân. Bài thơ được tác giả Kim Tuấn sáng tác năm 1961 thông qua bức tranh Về Mùa Xuân. Kim Tuấn đã gửi gắm một nỗi nhớ quê hương già xiết. Mở đầu bài thơ là khung cảnh mùa xuân mới bắt đầu tràn về, len lỏi qua từng con đường góc phố với những nụ hoa vàng chớm nở, khẽ cựa mình trong ánh nắng mùa xuân. Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ, đường lao sao lá đầy, chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn vin ngọn cây. Mùa xuân tràn về nơi phố thị, với bước chân người thi sĩ lang thang trên con đường đầy lá rơi. Bất chợt, người thi sĩ nhớ về một buổi chiều đông, cũng đi trên con phố này với những cảm xúc bâng khuâng mơ hồ, không gọi thành tên. Những ký ức trong quá khứ ùa về, khiến nhân vật trữ tình dâng lên một nỗi buồn man mác. Nỗi buồn đó như bao trùm cảnh vật, đất trời. Nếu như bao trùm khổ thơ thứ nhất là tâm trạng buồn man mác của người thi sĩ với những vương vấn lúc ra mùa, thì sang đến khổ thơ thứ hai, tâm trạng của người thi sĩ đã có sự thay đổi. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lộc non vừa chảy lá, thơ còn thương cõi đời, con chim mừng ríu rít, vui khói chiều chơi vơi. Sau những phút suy tư về ký ức đã qua, đến đây nhân vật trữ tình đã thả hồn mình về thực tại, nhìn ngắm sự đổi thay của cảnh vật, đất trời vào xuân. Mùa xuân là mùa của sức sống mãnh liệt, căng tràn, mùa của những mầm non xanh mơn mởn thoát khỏi lớp vỏ xù xì để vươn vai chào đón những tia nắng kỳ diệu. Chính vì vậy, đâu đâu cũng là một màu xanh của chồi non lộc biếc với những chú chim non ríu rít vui đùa trong nắng xuân. Tất cả khiến cho tâm hồn con người trở nên tràn trề sức sống với đầy niềm tin và hy vọng. Ở khổ thơ tiếp theo, hình ảnh quê hương của người thi sĩ hiện lên với vẻ đẹp bình dị, mộc mạc và đầy chất thơ mộng. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa, con trâu từ đồng cỏ ruột mõ về rộn hua, ngoài đê diều thẳng cánh, trong xóm vang chuông chùa. Sự chuyển biến trong tâm trạng của người thi sĩ không chỉ bởi sự đổi thay của cảnh vật, của đất trời, mà còn bởi tâm hồn người thi sĩ được trở về với mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Đó là những kỷ niệm đẹp, ấm áp yêu thương, với những chiều chăn trâu cắt cỏ, sục mõ về ruộng cua, rồi những kỷ niệm cùng bạn bè chơi thả diều ngoài đê. Đọc đến đây, hẳn mỗi người chúng ta như nghe được những âm thanh vừa rộn rã,
vừa du dương của tiếng mõ mục đồng, tiếng chuông chùa khắc khoải và câu hò man mác trên sông. Âm thanh đó đã gieo vào sâu thẳm trong tâm hồn con người nỗi nhớ quê hương xa xiết. Dã biệt quê mẹ, khổ cuối bài thơ lại kéo thi nhân trở về thực tại. Anh cho em tất cả, tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, nắng vàng trên ngọn cây. Sau những ký ức miên man len lỏi trong tâm hồn, người thi nhân trở về hiện tại với một tình yêu đẹp đang bắt đầu chấm nở cùng hơi thở mùa xuân. Và tình yêu mà tác giả đề cập đến trong bài thơ không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ bình thường, mà còn ẩn trong đó tình yêu quê hương, yêu đất nước, một thứ tình cảm vô cùng lớn lao và cao cả. Mạch cảm xúc của bài thơ đã đi theo một mạch rất tự nhiên và nhất quán, từ buồn đến vui, từ giận hờn đến yêu thương, từ tình cảm thông thường đến tình cảm vĩ đại. Với ngôn từ mượt mà, giàu hình ảnh, giàu sức gợi và sử dụng linh hoạt các biện pháp nghệ thuật, điệp từ, so sánh, ẩn dụ, Kim Tuấn đã làm bức tranh mùa xuân trở nên sống động, biến hóa muôn màu, muôn vẻ. Và nổi bật trong đó là một tâm hồn nhạy cảm, thiết tha của người thi sĩ trong cảnh đất trời vào xuân. Đọc bài thơ Nụ hoa vàng ngày xuân của tác giả Kim Tuấn thì em nghĩ thông qua sự thay đổi của cảnh vật ngày xuân thì tác giả muốn gửi gắm vào đó một tình yêu chân thành đến người thương của mình. Tuy nhiên khi đọc kỹ lại thì nó không chỉ đơn thuần là như vậy, mà đó còn là tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, đất nước, cũng như yêu những thứ bình dị, thân quen trong cuộc sống. Và đó là điều mà em cảm thấy rất là ấn tượng với bài thơ này. Và ngay sau khi đọc bài thơ Nụ hoa vàng ngày xuân của tác giả Kim Tuấn thì em có cảm nhận đây là một bài thơ rất là hay, rất giàu cảm xúc. Nhân vật trữ tình trong bài thơ đã có sự biến hóa về cảm xúc rất là tuyệt vời, khiến cho người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ ở nội dung mà bài thơ còn đặc sắc ở mặt nghệ thuật, bằng việc sử dụng thể thơ 5 chữ để biểu đạt nỗi niềm hoài cổ, ngôn ngữ giàu hình ảnh, đậm chất thơ đã góp phần tạo nên sức hút cho bài thơ ạ.